80 năm trước, có một tên địa chủ tâm địa đen tối, luôn muốn bóc lột những người làm công lâu năm của gia đình mình. Thủ đoạn của hắn thì vô tận, năm mới đang đến gần, địa chủ Chu Bá Bì cùng vợ tính toán, tính toán cho công nhân. Tiền lương cả năm, lão nhân sắp hoàn thành công việc, ngươi thật sự muốn đưa số tiền lương này cho những người nghèo khổ này sao? Ngươi nên nghĩ cách đi. Được rồi, ngươi đã nghĩ ra cách rồi. Thì ra Chu Bá Bì đã thỏa thuận với công nhân từ lâu. Gà vừa gáy là phải ra đồng làm việc ngay, không được chậm trễ nếu không làm thì năm nay sẽ bị xóa lương và anh ấy đã nghĩ đến việc làm thế nào để khiến công nhân quá mệt mỏi để không làm việc nữa nên anh ấy đề nghị rời đi nhìn thấy hai người lén lút bàn bạc biện pháp đối phó chắc chắn họ đã nghĩ ra ý tưởng tồi nào đó kỳ lạ thay tuy trời còn tối mịt nhưng gà trống ở nhà đã gáy từ lúc bình minh chu bá bì cũng chủ động đến cửa chỗ công nhân ở đánh thức gà trống bắt đầu gáy khi bắt đầu làm việc những người công nhân dài hạn vừa mới nằm nghỉ được vài phút cũng chỉ có thể lần lượt lê thân hình mệt mỏi ra khỏi phòng dù không muốn, thậm chí có người còn buồn ngủ đến mức không mở được cửa. Mắt, Chu Bá Bì nhìn đám công nhân đang bước đi, cảm thấy sai số nên vào phòng kiểm tra cẩn thận, tuy không phát hiện được gì nhưng vẫn thắp đèn dầu tiếp tục kiểm tra. Quả thực là một góc tôi nhìn thấy một công nhân nông trại trẻ đang ngủ ngon lành. Chu Bá Bì nhìn thấy điều này đã rất tức giận đến mức dùng nặng trên tay đánh anh ta rồi ném cho anh ta một cái cuốc anh ta kéo và đẩy người lao động trẻ ra đồng làm việc những người công nhân làm việc chăm chỉ trên đồng cho đến dạng sáng và sống trong cảnh túng quẫn trong khi địa chủ chu bá bì nằm trên giường ngủ ngon lành mọi người nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn và bắt đầu bàn tán những con gà khác chỉ gọi con gà trống này vào lúc bình minh mỗi đêm khi nằm xuống đều gọi nó và chu bá bì sẽ bảo chúng tôi xuống đất tôi nghĩ có điều gì đó không ổn với điều này chàng trai suy nghĩ rất lâu và quyết định kiểm tra nó nửa đêm Người công nhân trẻ lặng lẽ thức dậy, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì nên lén bò ra chuồng gà xem có chuyện gì. Nhưng vừa mở cửa chuồng gà ra, hắn liền nghe thấy cách đó không xa có động tĩnh gì đó, thấy đối phương đang đi về phía mình, hắn chỉ có thể đóng cửa chuồng gà lại, tránh sang một bên để trốn. Tưởng đây là kẻ trộm gà nhưng không ngờ người kia chỉ nghịch con gà trống trong tổ rồi lại gáy như gà trống. Dưới sự cam dỗ của anh, con gà trống dần dần gáy to. Tiểu trường công ở bên cạnh đang quan sát, nhưng chưa kịp hiểu được trong sương mù rốt cuộc là cái gì, đột nhiên một tia lửa lóe lên trên mặt chu bá bì, điều này khiến tiểu trường công đang nhìn lén bị sốc, trong nháy mắt cậu cũng hiểu ra. Biết được nguyên nhân gà gáy lúc nửa đêm, bạn đợi anh về rồi liền kể cho những người công nhân cũ xung quanh biết bí mật sự việc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều vô cùng tức giận. Họ lập tức quyết định đình công tập thể, nghỉ ngơi tại chỗ trên đồng, bên kia mẹ chồng địa chủ vì khen thưởng chu bá bì đã nghĩ ra ý tưởng tồi tệ như vậy nên đã cật lực hầm một liều thuốc bổ và để cô ấy bổ sung nước cho cơ thể và uống nó. Sau đó, hai người bắt đầu thảo luận về diễn biến tiếp theo của vấn đề. Sau bao ngày vất vả như vậy, công nhân dần dần không chịu nổi. Chỉ cần ở lại thêm vài ngày nữa, tất cả đều phải tự nguyện nghỉ việc. Mệt mỏi thì dù không cũng phải rời đi. Tôi không muốn. Chuyện này không phải vậy, nhưng lương công việc năm nay đối với tôi không phải là lời nói. Sau khi làm bàn tính xong, chu bá bì lập tức yêu cầu chủ đất đánh thức anh ta vào dạng sáng ngày mai. Anh ta muốn đi xem các công nhân làm việc mặt đối mặt. Lúc này, những người công nhân dài hạn đã nằm trên đống cỏ khô để nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn hơi sáng, bà nội trợ đã tới đánh thức Chu Bá Bỉ. Sau đó đội mũ chống nặng đi. Nại Hà từ xa nhìn lại, không có kế hoạch bắt đầu xây dựng nào cả. Chu Bá Bỉ rất khó hiểu, nhanh chóng tăng tốc độ. Khi đến gần, hắn lập tức dùng gậy đánh những công nhân dài hạn đang ngủ. Anh chàng công nhân nhỏ bé thông minh nhân cơ hội nhảy lên tường, tức giận đến mức Chu Bá bì chỉ có thể chỉ bới phía dưới chỉ bới nhưng cuối cùng không còn cách nào khác là phải ngã xuống trong cơn tức giận anh ta lập tức buông lời mắng chửi câu nói buổi sáng đừng làm xong cánh đồng này thậm chí còn không nghĩ đến việc ăn uống các công nhân đã rất tức giận và bất lực sau khi nghe điều này và một người trong số họ thậm chí còn tức giận hơn và muốn bỏ cuộc may mắn thay tôi đã được một người thợ nhạy bén thuyết phục kịp thời và tôi vừa đạt được mục đích khi thực sự muốn rời đi Thủ đoạn của Chu Bá Bì khiến anh ta lãng phí tiền lương năm nay một cách vô ích nên các công nhân đã họp nhau bàn biện pháp đối phó. Nửa đêm 12 giờ, Chu Bá Bì lại đúng giờ xuất hiện ở gần chuồng gà, không ngờ hắn vừa hét lên đã bị tiếng động xung quanh cắt ngang. Có người đang muốn bắt kẻ thù, hãy bắt hắn, đừng để hắn trốn thoát. Ôi, tôi sẽ đánh anh vì tội trộm gà. Đừng đánh tôi. Ồ, đừng đánh tôi. Chu Bá Bì hét lớn, tự nhận mình là ông chủ của họ, nhưng các công nhân dường như không nghe thấy tiếp tục đánh rất mạnh. Sau khi bị đánh, Chu Bá Bì chỉ biết bò vào chuồng gà nhưng đã bị con gà chống bên trong giết chết. Sự đau buồn và những âm thanh ồn ào lặp đi lặp lại cuối cùng đã báo động cho chủ đất trong nhà. Nhìn thấy ông già bị đánh, ông ta nhanh chóng cầm đèn chạy ra ngoài, vừa đi vừa hét lên rằng không thể đánh được. Khi những người công nhân dài hạn kéo ông già ra ngoài xem xét, đó không phải là ông chủ cũ Chu Bá Bì của ông sao. Bà cụ nhìn thấy thân phận khốn khổ của ông cụ, liền ôm ông khóc lóc thảm thiết. Ôi, thật lâu sau, hóa ra là ông chủ của tôi, sau nửa đêm lại đến chuồng gà. Trước sự truy vấn của chú công nhân nhỏ tuổi, cả hai vợ chồng đều không nói được gì nên chỉ biết câm lặng không giải thích được nỗi vất vả khi ăn thịt hoàng liên. Nhìn hai người bỏ chạy, các công nhân đều cười lớn và hiểu ra. Anh hít một hơi thở hôi, từ giờ trở đi. Chú bá bì có lẽ sẽ không dám phạm thêm sai lầm nào nữa, công nhân cũng có thể thuận lợi nhận được một năm lương, sống một năm sung túc.